Cán bộ sợ sai, né tránh trách nhiệm là căn bệnh nói đi nói lại trong suốt 2 kỳ họp Quốc hội trở lại đây. Thế nhưng đến kỳ họp thứ 7 này vẫn là một vấn đề bức xúc. Đang nói là tình trạng né tránh trách nhiệm không chỉ tồn tại ở một bộ phận cán bộ công chức nữa mà lan rộng ra toàn hệ thống công quyền. Trong các cuộc thảo luận tại tổ, các đại biểu tiếp tục thẳng thắn lên án căn bệnh đang từng ngày gây suy giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp này. Đại biểu Nguyễn Xuân Thắng khẳng định các cán bộ né tránh trách nhiệm không thể đổ lỗi cho công cuộc đấu tranh phòng chống tiêu cực mà Đảng ta đang triển khai quyết liệt và được toàn dân đồng tình ủng hộ. Cái câu chuyện tại sao triển khai chậm, cán bộ né tránh không dám làm, phải không? Rồi thầm gì rất nhiều người đổ lỗi cho vấn đề đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, có phải thế không? Thế tại sao trong một môi trường điều kiện như vậy mà nhiều địa phương người ta làm tốt? Chỉ là những cái nơi mà tốc độ tăng trưởng trên 10% ấy của năm 2023 ấy là người ta rất dám làm, không có ngại ngần, không né tránh gì cả. Chứ còn đương nhiên là xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thì phải trong sạch, vi phạm đến đâu xử lý đến đó, rõ thì phải làm. Tất nhiên tôi ở đây cũng không biện minh là không có ảnh hưởng, không có cái sự ảnh hưởng của cái việc đó. Nhưng mà vấn đề là nếu như ông mà công tâm, khách quan, dám làm, dám trách nhiệm thì câu chuyện nó phải khác. Theo đại biểu Đồng Ngọc Ba, hiện chính phủ đang chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ, triệt để, tiết kiệm chi để dành nguồn lực cho thực hiện cải cách tiền lương. Tuy nhiên, thực trạng cán bộ sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm vẫn diễn ra, ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước. Cũng theo báo cáo của chính phủ ở đây thì chúng ta cũng đã có cái xử lý kỷ luật đối với gần 18.000 trường hợp, chính xác là 17.808. Thì tôi muốn có sự bóc tách các cái nhóm vi phạm ở đây, đặc biệt là cái nhóm vi phạm liên quan đến cái việc vi phạm luật cán bộ công chức về đạo đức công vụ, trong đấy biểu hiện cụ thể là trốn tránh nhiệm vụ, trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, hay là tự ý bỏ công việc, vị trí công việc, có hay không? Ở góc nhìn khác, đại biểu Lò Thị Luyến cho rằng giữa các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức có mối tương quan chặt chẽ với nhau. Nếu như vẫn có tình trạng như là có sự mâu thuẫn chồng chéo, áp dụng thiếu thống nhất như trong báo cáo của chính phủ cũng đã nêu, thì vậy thì tất nhiên là trước tiên thì đa số cán bộ công chức người ta sẽ phải giữ gìn lấy sự an toàn của mình đã. Không ai dám làm những cái việc mà pháp luật quy định nó không rõ ràng. Và khi mà làm thì hậu quả về mặt pháp lý, sự rủi ro cho cá nhân sẽ xảy ra, thì không ai dám làm cả. Và thực tế hiện nay thì cũng có một bộ phận cán bộ đã phải chịu hậu quả rủi ro về mặt pháp lý khi mà các cái quy định này không rõ ràng. Rõ ràng các vướng mắc từ những quy định của pháp luật cần được rà soát thường xuyên và khi đã phát hiện sự không đồng nhất, cần sửa đổi bổ sung kịp thời, tạo điều kiện cho các địa phương trong việc triển khai áp dụng pháp luật và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ công chức có căn cứ pháp lý rõ ràng trong thực thi nhiệm vụ. Có như vậy thì mới khắc phục được tình trạng né tránh trách nhiệm của các cán bộ công chức.